Tổng thống Donald Trump đi thị sát Las Vegas trong lúc cuộc điều tra đang được tiến hành về vụ một tay súng nã đạn từ một phòng khách sạn trên lầu 32, giết chết ít nhất 58 người dự khán lễ hội âm nhạc ngoài trời trước khi tự sát. Trước khi lên đường sáng sớm ngày 4 tháng 10, ông Trump mô tả hung thủ là một người bệnh hoạn và loạn trí, và nói thêm rằng việc thảo luận bất cứ quy định nào về súng sẽ diễn ra vào một thời điểm sau này. Ông Trump nói ông đến Las Vegas để tán dương những người đáp ứng thảm họa đầu tiên. Đây là một câu chuyện rất đau lòng. Chúng tôi đến đó chia buồn và thăm các nhân viên cảnh sát đã thực hiện nhiệm vụ xuất sắc trong thời gian gang tấc. Đúng là họ đã khám phá ra nhiều điều, sẽ được loan báo trong một thời điểm thích hợp. Đối với cá nhân tôi, đây là một ngày hết sức đau buồn. Ngoài số người thiệt mạng, còn có hơn 500 người bị thương trong vụ tấn công. Cảnh sát tư pháp quận Clark, ông Joe Lombardo ngày 3 tháng 10 tuyên bố tuyệt đối tin tưởng là cảnh sát sẽ xác định được động cơ của tay súng và ông dự đoán sẽ có nhiều tin đáng kể trong vài ngày tới. Ông Lombardo nói, rõ ràng là cuộc tấn công khuya 1 tháng 10 có tính toán trước, chủng loại cũng như số lượng vũ khí tồn trữ cho thấy nghi phạm đã dự trù cẩn thận.